Xin chào các anh chị, thì hôm nay hãy sẽ tiếp tục chia sẻ của anh chị mình một cái lịch cây mà nó sẽ giúp các bác, các anh, các chú hỗ trợ và điều trị được những căn bệnh, ví dụ như yếu mềm, liệt cần, kêu không nghe, gọi không dậy, lúc nào cũng nằm ngủ hết. Thì mấy anh mấy chú biết bệnh gì chưa? Ngoài ra nó còn thể hỗ trợ điều trị bệnh vô sinh nam rất tốt. Là cái này thì hãy được một người bạn ở vùng cao, ở vùng núi ở ngoài Tây Bắc gửi về cho mình, thì để mình chia sẻ rõ ràng cho các anh chị mình. Loại cây này thì nó không có, không nói chung là nó rất nổi tiếng, nó không có xa lạ với các anh chị mình. Nhưng hôm nay hãy muốn chia sẻ thêm một số cách để chế biến nó ra thành những cái bài thuốc. Ngoài ra thì hãy sẽ chia sẻ rõ ràng về cái cách để chúng ta có thể chế biến nó theo cách truyền thống, và một số thông tin về loại cây này để chúng ta, và một số lưu ý nữa để chúng ta có thể sử dụng nó một cách an toàn nhất. Và đó là loại cây gì ạ? Đây này các anh chị. Thì đây này các anh chị. Các anh chị mình đã nhận ra đây là cây gì không ạ? Nhất là mấy bác mấy chú ha. Mấy anh. Đây ạ. Đây. Các anh chị mình đã nhận ra chưa ạ? Lá nó đây. Đó. Đây là cây sâm cao đen, các anh chị mình, rất là nổi danh, nổi tiếng cực kỳ ở Việt Nam chúng ta. Những cái danh sách hãy chia sẻ các anh chị mình nè, ở Việt Nam chúng ta có những cái loại cây dược liệu mà các anh, các chú, các bác rất là thích đây. Thứ nhất là mình không có xếp hạng nha, mình chỉ liệt kê ra thôi. Còn cái số thứ tự thì nó không có ý nghĩa ở đây. Thứ nhất á là cái sâm cao đen này, 2 ngọc cẩu, 3 mú tần, 4 là gì ạ? Là cái gọi là cái củ đinh lăng, rồi cái tiếp theo nữa là cái củ của cây bông súng, cây bông súng, rồi rất là nhiều nữa, rất là nhiều cái loại dược liệu đó mà nó giúp chúng ta rất là tuyệt vời, nhất là mấy anh mấy chú rất là thích luôn. Trong kênh của Hải cũng rất nhiều, nhưng mà Hải chỉ nhớ sơ lược như vậy thôi. Thì cây sâm cao đen này á, nó còn có tên gọi là cây tiên mau, hoặc là cây ngải cao, bởi vì cái lá nó giống cao nhưng mà nó lùng, cái ngải người ta gọi là ngải cao. Còn tiên mau là sao? Mau nghĩa là lông. Ở đây á, cây này á là cái rễ nó gọi là mau, tiên mau đó, giống như là cái râu tiên, giống là râu tiên đó, như vậy. Thì cái bộ phận sử dụng của cây sâm cao đen này thì chúng ta sử dụng, ví dụ cái cây nó như thế này thì chúng ta sẽ cắt ngay chỗ này, và chúng ta sẽ lấy cái bộ phận từ đây xuống hết luôn. Lưu ý khi chúng ta sử dụng cái bộ phận của cây sâm tiên mau, cây sâm cao đen này sử dụng, thì chúng ta không có bỏ những cái rễ như thế này, chúng ta chỉ vệ sinh sạch sẽ thôi. Đó, rồi chúng ta sẽ, một là chúng ta sẽ phơi khô, hai là chúng ta sẽ để tươi. Thường Hải sẽ thấy để tươi để người ta ngâm. Tính vị của họ của cây sâm tiên mau này, cây sâm cao đen này, nó họ là tỏi vôi lùng. Tính vị của nó hơi cay, hơi nóng, tính ôn, tính bình. Rồi công dụng của nó nè: bổ thận nè, tráng dương, bổ gân cốt nè, tráng gân cốt nè, điều hòa tiêu hóa. Những cái tác dụng cho mấy anh mấy chú rất là tốt luôn. Thì hôm trước Hải đã có một cái video chia sẻ về phân biệt cái sâm tiên mau, sâm cao đen này và sâm cao đỏ, Hải cũng đã nói rất rõ rồi. Của anh chị nào mà chưa có xem cái video đó thì chúng ta nên, nếu chúng ta muốn tìm hiểu thì chúng ta gọi là tra vào cách phân biệt sâm tiên mau và sâm cao đỏ, Phan Hải Vlog hoặc là Phan Hải Channel, thì sẽ có video cho các anh chị mình xem ha. Hải cũng để cái hình thumbnail rõ ràng cho các anh chị mình từ cái hai loại dược liệu. Rồi, dĩ nhiên chúng ta sẽ đi vào bài thuốc . Bài thuốc thứ nhất là giúp chúng ta trị liệt cần này, gọi là đơn giản gọi là liệt dương, yếu mềm, vô sinh nam, xuất sớm. Đó, cho các bác, các cô, các chú, cuối video này Hải sẽ có một cái lưu ý rất là rõ ràng. Không phải là chúng ta muốn dùng sao thì dùng ha, các anh chị mình ha. Rồi, cái thứ nhất là chúng ta sẽ sắc uống. Từ nào giờ các anh chị mình nghe chỉ ngâm rượu thôi, tại sao giờ lại có vấn đề sắc uống ở đây?
Rồi ha. Khi mà chúng ta muốn sắc uống và trị những cái bệnh hại đã liệt kê thì các anh chị lấy cho Hải là từ 6 đến 12 gram cái củ sâm cô đen khô. Các anh chị mình lấy cho Hải 3 chén nước và bỏ một cái nồi sắc cho Hải còn 1,5 chén nước, có nghĩa là sắc còn một nửa nước ban đầu. Và chắc lấy nước và các anh chị mình chia làm 2 lần uống trong ngày, uống sau bữa ăn 5 đến 10 phút. Uống khi nào hết bệnh thì ngưng. Rất là nhiều các anh chị mình hỏi điều trị cái vấn đề này mà cứ hỏi Hải là điều trị bao lâu và bao lâu hết rồi bao lâu thì ngưng. Thì Hải cũng chia sẻ luôn là những cái bệnh này trị mà khi nào cô bác chị mình cảm thấy ưng ý với sức khỏe của mình thì cô bác chị mình ngưng đó, hoặc là chúng ta mỗi tuần chúng ta sử dụng 1-2 lần vẫn được đó, nó bồi bổ thêm thôi. Đó là cách sắc uống và đây là cách ngâm rượu và chính xác nhất chúng ta có thể tham khảo ha. Cô bác chị mình lấy cho Hải là 500g tươi. Ở đây phần ngâm rượu là tươi, thường thì dùng tươi dùng khô cũng được, nhưng mà chúng ta dùng tươi thì nó ngon hơn. Lấy 500g cái củ sâm cô đen tươi của anh chị mình ngâm qua nước muối loãng, rửa nước sạch để ráo. Rồi của anh chị mình bỏ vào một cái hũ sành hoặc hũ miễn. Hũ sành hoặc hũ miễn thì chúng ta ngâm rượu thì nó sẽ ngon nhất. Của anh chị mình bỏ vào đó và đổ cho Hải 10 lít rượu gạo lò nấu ở độ 35 đến 40 độ, từ 35 đến 40 độ rượu đế của anh chị mình. Các anh chị mình tránh vấn đề là cứ ra tiệm tạp hóa mua về không biết rượu nó chất lượng thế nào. Để muốn chất lượng cao, bởi rượu này chúng ta ngâm, chúng ta sử dụng rất là lâu dài, 10 lít sử dụng rất là lâu, thì cô bác anh chị mình là nên đặt lò ha, ở độ 35 đến 40 độ đổ vào và chúng ta sẽ ngâm. Nếu chúng ta ngâm từ 3 đến 6 tháng ở nơi thoáng mát, ở chỗ mà nhiệt độ nó ít có thay đổi thì chúng ta sử dụng rượu là ngon nhất, thơm nhất và chất rượu nó sẽ nhiều nhất. Nhưng chúng ta gấp quá thì trong vòng 1 tháng thôi là cô bán chị mình có thể sử dụng được rồi. Mỗi lần sử dụng, mỗi ngày thì cô bán chị mình sử dụng cho Hải 2 lần. Mỗi lần 1 đến 2 ly nhỏ như thế này trong bữa cơm hoặc sau bữa cơm. Nó giúp chúng ta tiêu hóa tốt, rồi nó giúp chúng ta về vấn đề kia Hải đã chia sẻ ra đó, vấn đề yếu mềm liệt cần của các anh, các chú, các bác rất là tuyệt vời. Đó. Và đây là cái lưu ý cho cô bác chị mình. Thứ nhất là cái củ sâm này nó có thể tăng lực cho chúng ta gấp 150 lần. Đó, nhưng cô bác chị mình biết sao không ạ? Do nó tăng như vậy thì nó vắt sức của chúng ta. Đó, nó vắt như chúng ta giặt đồ vậy đó, vắt một hồi cái áo chúng ta khô luôn. Thì như vậy chúng ta hết sức. Đó. Thì lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những cái loại này thì chúng ta nên bồi bổ cơ thể chúng ta ha. Chúng ta bồi bổ thì nó có chất bổ, thì khi uống cái này vào chất bổ nó biến hóa, nó thành những cái sức lực cho các bác đó, chứ không phải là uống cái này không được kéo dài nửa tháng sau thấy sao mệt quá bởi vì sao, hết sức rồi, bởi vì chúng ta không tẩm bổ mà. Đó, chúng ta không tẩm bổ. Thì nếu cô bác anh chị mình muốn cái cây đó cho một cái trái ngon, mọng, đẹp, bự thì cô bác anh chị mình phải sao ạ? Phải bón phân. Phải bón phân vô cho nó đầy đủ các chất, phân chuồng, phân đạm, kali, lân, rồi này nọ, ure đó, DAP này nọ, đầy đủ các chất thì cái trái của cây đó nó mới bự, mới đẹp, mới ngon, mới ngọt. Cô bác anh chị mình không bón phân vào mà bắt nó phải có cái trái ngon thì cao lắm là nó có mùa đầu một vài trái ngon. Sau khi hết trái đó của bán chị mình cũng không bón phân luôn, mùa sau sẽ không có trái ngon cho bán chị mình được đâu. Và mùa sau nữa có khi cái cây nó sẽ ra đi luôn, làm cái củi chậm luôn, bởi nó hết sức rồi. Đó là những cái chia sẻ của Hải. Cây này nó tăng lực 150 lần, nhưng của bán chị mình lưu ý vấn đề đó thì cũng đã xong rồi. Thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của bán chị mình những cái tác dụng rất là tuyệt vời từ một cái loại cây như thế này, rất nổi tiếng luôn ha các anh chị mình ha. Các anh chị mình phải công nhận là nó rất nổi tiếng luôn. Cũng đã xong. Và Hải đã lưu ý rất là kỹ cho các anh chị mình. Cho dù nó tốt nhưng chúng ta cũng phải hiểu rõ nó ha. Một cái cây muốn cho trái ngon, ngọt, bự, đẹp thì chúng ta phải bón phân cho rõ ràng, cho đầy đủ, có thể dư luôn thì nó mới có trái ngon. Một cái cây mà không bón phân cho nó mà cứ đòi có trái ngon hoài là nó sẽ từ từ nó sẽ làm củi chậm luôn. Đó. Thì đó, các anh chị mình liên tưởng qua cơ thể của chúng ta phải bồi bổ thì chúng ta mới có sức lực ha. Chúng ta không bồi bổ là của anh chị mình từ từ sẽ hết sức luôn như vậy ha. Đừng có hỏi là từ từ sau tao sử dụng cái này càng ngày càng teo lại
là không được nha. Mình đã chia sẻ rất là rõ ràng cho các anh chị mình từ một cái loại cây như thế này. Rồi, thì cô Giang hãy cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Nếu có vấn đề gì cần hãy chia sẻ bài thuốc gì thì cứ cô bác chị mình cứ mạnh dạn comment ở phần nhận xét. Hãy sẽ, một là nếu Hải đã có chia sẻ rồi thì Hải sẽ chia sẻ lên cái đường link cho bác chị mình vào. Hai là nếu Hải chưa chia sẻ thì Hải đi tìm dược liệu đó để chia sẻ lại cho cô bác chị mình để chúng ta có bài thuốc để tham khảo. Và lưu ý rằng tất cả những bài thuốc trong kênh Phan Hải Vlog hoặc là Phan Hải Channel, nói chung là tất cả những bài thuốc Hải chia sẻ ở trên YouTube thì chủ yếu là để cho các chị mình tham khảo, và cái nguồn gốc nó là từ những bài thuốc dân gian được dùng trong phạm vi nhân dân hoặc là những bài thuốc cổ phương từ rất xa xưa mà Hải đã sưu tập lại để chia sẻ lên cho các chị mình tham khảo. Không nhất thiết là phải không sử dụng được, nhưng nếu các chị mình muốn sử dụng hãy hỏi thăm qua ý kiến của bác sĩ chuyên khoa đã từng khám bệnh cho các chị mình đó. Không được quyền tự ý lên lấy thuốc về rồi tự ý toán bệnh và tự ý trị bệnh, như vậy là không được. Nói chung không được cái gì, đôi khi nó không trúng bệnh thì nó không hết bệnh, mất thời gian của anh chị mình thôi. Và không được, nói chung là những bài thuốc của Hải, Hải không chỉ đạo thay thế bất kỳ cái liệu pháp điều trị nào đó. Rất mong của anh chị mình lưu ý ha. Rồi thì cảm ơn và chúc các anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công được cuộc sống. Vì vậy Hải đến đây, Hải xin được kết thúc. Bye bye của anh chị mình nha.